chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến với bản chất lọc lõi dối trá lợi dụng buổi lễ trước hàng trăm giáo dân trong tuần chầu lượt tại giáo sứ hiền môn xã quỳnh thanh huyện quỳnh lưu linh mục nguyễn văn hùng đã gieo rắc vào bà con giáo dân một cái nhìn phiến diện sai lệch thiển cận về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung mặc dù không tham gia cứu trợ hỗ trợ giúp sức gì cho việc khắc phục hậu quả thiên tai Thế nhưng, Linh Mục Hùng vẫn cố tình phủ nhận sạch trơn và công lao của đảng, nhà nước và các cấp chính quyền trong ứng phó với thiên tai, cứu giúp đồng bào miền Trung với những lời lẽ hết sức thù hằn kích động. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Cần phải nghiêm trị kẻ lừa dối giáo dân của Vũ Đức Lợi. Ngày 15 tháng 11 năm 2020, trong không khí thiêng liêng của tuần chầu đền tạ Chúa Giêsu tại giáo xứ Hiền Môn, huyện Kỳnh Lưu, linh mục Nguyễn Văn Hùng, Quảng xứ Xuân An, thị xã Hoàng Mai lại tiếp tục xuyên tạc một cách trắng trợn khi cho rằng lục lội gây tang thương mất mát hết cả dãy miền Trung, người ta thấy vắng bóng một chính quyền vì dân, cho dân, rừng bị phá nát, thủy điện xả nước tràn lan, nhưng họ chối bỏ trách nhiệm. Trên thực tế về địa lý, Việt Nam là nước bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu trên toàn cầu và hậu quả là đợt mưa lũ lịch sử thời gian qua đã gây thiệt hại về người, và của tại các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, với sự vào cuộc chủ động quyết liệt của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương và tinh thần tương thân tương ái, cả nước đang đau với nỗi đau của miền Trung, nhân dân cả nước hướng về đồng bào miền Trung, cuộc sống của người dân đã và đang ổn định trở lại, các chế độ chính sách được triển khai nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu thực tế. Chúng ta thấy được hình ảnh ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch xã An Thủy Lệ Thủy Quảng Bình không quản mưa lũ nguy hiểm dầm mình trong nước nhiều ngày để đưa bà con tới nơi an toàn. Hai ông Phan Thanh Miên, Chủ tịch Ủy ban dân xã Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, không may qua đời do nhiễm trùng nặng khi đi ứng cứu người dân trong mưa lũ khiến nhiều người thương cảm. Hình ảnh của cố thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ lãnh đạo tức tốc đến hiện trường tham gia cứu hộ công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng Ba đã để lại dấu ấn sâu đậm với câu nói Nhân dân đang cần chúng ta đến thì bất luận có hy sinh cũng phải đến. Họ đã hy sinh. Các anh là những tấm gương trong nhiều tấm gương sáng trong đợt mưa lũ vừa qua. Hình ảnh một đất nước Việt Nam đồng lòng, yêu thương, giúp đỡ nhau và tình đoàn kết quân dân vô cùng xúc động trong cơn hoàng nạn hiếm có một quốc gia nào trên thế giới có được. Thế nhưng, với bản chất lọc lõi dối trá, lợi dụng buổi lễ trước hàng trăm giáo dân trong tuần chầu lượt tại giáo sứ Hiền Môn, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đã gieo rắc vào bà con giáo dân một cái nhìn phiến diệt, sai lệch, thiển cận về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Mặc dù không tham gia cứu trợ, hỗ trợ, giúp sức gì cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, thế nhưng Linh Mục Hùng vẫn cố tình phủ nhận sạch trơn và công lao của đảng, nhà nước và các cấp chính quyền trong ứng phó với thiên tai, cứu giúp đồng bào miền Trung với những lời lẽ hết sức thù hằn kích động những điều này mà y nói ra trực tiếp xúc phạm tới anh linh của các liệt sĩ đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ linh mục hùng đã không làm tròn trách nhiệm của một mục tử vì đã giao giảng những điều giả dối không đúng sự thật trước con chiên và dưới chân thiên chúa bà con giáo dân hãy tự đặt câu hỏi linh mục hùng đã giúp được gì làm được gì cho nhân dân vùng lũ hay chưa đề nghị chính quyền địa phương nơi đây có hình thức xử lý nghiêm khắc với tên linh mục này